Quay chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ các video của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người là một bộ ấm trà Kutani gấm xanh, họa tiết vẽ bằng tay. Đấy, đây là cái ấm của nó đây mọi người. Đấy, đầu tiên mình sẽ quay cho mọi người xem đây là một cái ấm của nó. Quai rất là xịn sò, rất là đẹp luôn mọi người. Đây, quai ấm, rỗng ở bên trong. Đây mình gốm, lọc bằng gốm mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, lọc bằng gốm. Đây, chuyện của nó đây mọi người. Chuyện Kutani luôn. Chuyện Kutani, bây mình sẽ đo cái kích thước của cái ấm này cho mọi người xem nhé. Rồi cái ấm này thì là chiều cao của cái ấm đi. Chiều cao của cái ấm nó vào 11 mọi người. Bề ngang cả cái vòi này nhé, mình đo luôn cả cái vòi này mọi người nhé. Cái vòi này là nó lên là 15 mọi người. Chiều cao 10 mà chiều cao 11, còn chiều ngang của nó 15. Còn chiều dài của cái chiều của cái quai ấm nó vào 16 mọi người. Số rất đẹp luôn, nhất lộc luôn, 16 nhất lộc. Cái bộ này thì nó có đi kèm theo là 10 cái ly, 10 cái chén. 10 cái chén nhỏ đều có chuyện Kutani ở bên dưới luôn mọi người. Đây, chuyện Kutani. Đấy, bên trong ở men men dạ, toàn bộ họa tiết vẽ bằng tay luôn mọi người. Những cái người thợ vẽ những cái chấm xanh này là toàn bộ vẽ bằng tay hết mọi người nhé. Rất là xịn, rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người xem, nếu mà ai mà muốn mua bộ này về uống trà mà chuẩn bị Tết đến nơi mọi người ạ, mua bộ này về chơi Tết thì khách vào nhìn quá đẹp luôn, quá kết bộ rồi luôn. Đấy, này. Bây giờ mình đo cái mặt chén này cho mọi người xem này. Đây, mặt chén của nó đây. Mặt chén của nó vào 8. Chiều sâu của chén là 5. Hơn 5, nó chỉ tính 5 thôi. Còn đây, cái nắp của nó, cái nắp của nó thì hơi to hơn một chút. Cái nắp của nó là 9,5. Nắp là 9,5. Đây, cả cái bộ nó đây. Đấy. Đây, mình quay lại cho các bạn xem cái ấm rất là đẹp luôn. Cái ấm này nó lại có họa tiết ở đây nữa mọi người này. Đấy. Cái vòi ấm nó có họa tiết vẽ ở đây, vẽ vàng mọi người nhé. Xung quanh miệng vẽ vàng rồi, và nó ở đây nó vẽ thêm một nét vàng nữa. Đây nữa. Đây cũng vẽ vàng nữa. Toàn bộ vẽ bằng tay luôn. Quay. Toàn bộ là ấm này thì không có bị sứt mẻ gì đâu mọi người nhé. Mọi người ai mà muốn mua bộ này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Mọi người cứ vào đấy và ấn kết bạn với mình và nhấn chuông, quên mất, và gửi tin nhắn cho mình. Rồi mình sẽ tư vấn và mình sẽ chụp ảnh gửi đến tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy đẹp. Họa tiết nó vẽ bằng tay luôn, những cái nét chấm này để chứng tỏ cái người nghệ nhân người ta rất là tỉ mỉ mọi người. Chấm từng tí một luôn, từng nét bút một. Đấy, vẽ tay lên là nó không được đều. Rất là đẹp, xịn sò luôn. Mọi người cứ giao lưu kết bạn với mình qua Zalo mọi người nhé. Số điện thoại là 0962 949 668. Thứ nhất là vừa có thể là kết bạn với mình để giao lưu học hỏi về kinh nghiệm gốm Nhật. Thứ hai là sẽ chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và chia sẻ nhau những cái món đồ về gốm Nhật để mọi người cùng chiêm ngưỡng, cùng sở thích, cùng sử dụng những cái món đồ mà mình yêu thích. Đây mà bên dưới nó kẻ này, rất là đẹp. Ấm này Tết pha trà thì thôi rồi luôn mọi người.
Mọi người ơi, mình xin phép mình kết thúc video đây mọi người nhé. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và xem video của mình nhé mọi người nhé. Thôi một lần nữa cho mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Ôi xin chào tất cả mọi người, bye bye mọi người.